Lại là Vui Cùng Oppo đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục cái lỗi mà không lưu được danh bạ trên hệ điều hành Android 12 nha các bạn. Thì dạo gần đây Vui Cùng Oppo nhận được rất là nhiều câu hỏi gửi về cho Vui Cùng Oppo là khi mà mình vô phần lưu danh bạ này các bạn. Rồi, mình lưu vô phần tạo một cái danh bạ mới. Thì khi mà mình bấm tên nè. Ví dụ như Vui Cùng Oppo đánh Vui Cùng Oppo đây. Rồi mình nhập số điện thoại vô các bạn. Rồi mình bấm cái dấu check này nè. Thì máy nó báo là không thể lưu các thay đổi đối với liên hệ. Thì nó không cho mình lưu danh bạ thì mình không có lưu được vào cái danh bạ của mình nha các bạn. Thì ngày hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục cái lỗi này nha các bạn. Thì cách khắc phục cũng đơn giản thôi. Và cách làm như thế nào á, thì mời các bạn cùng Vui Cùng Oppo tìm hiểu ngay sau đây. Ok, thì Vui Cùng Oppo sẽ hướng dẫn cho các bạn liền luôn nha. Hiện tại của dòng máy của Vui Cùng Oppo á, là Reno 7Z 5G rất là đẹp nha các bạn. Rồi, thì máy của Vui Cùng Oppo là cũng chạy á, hệ điều hành á, là Android 12 và ColorOS là 12.1 nha các bạn. Nè, rồi thì cái lỗi không thể lưu được các liên hệ thì Vui Cùng Oppo sẽ cho các bạn xem luôn. Nè, đây, Vui Cùng của Oppo cũng chuẩn bị sẵn một cái ảnh đó để cho các bạn thấy cái lỗi. Nè, mình lưu tên rồi, nó để nè, máy nó báo là không thể lưu các thay đổi đối với liên hệ. Rồi, các bạn nếu mà gặp cái lỗi này á, thì Vui Cùng Oppo cũng vừa nói và vừa thao tác để cho các bạn dễ hiểu nha. Thì các bạn vô phần cài đặt giúp Vui Cùng Oppo nè. Rồi xong đó các bạn vô cái phần là cài đặt hệ thống nha các bạn. Rồi, thì vô cái phần cài đặt hệ thống thì các bạn vô dùm giúp Vui Cùng Oppo là ngôn ngữ và khu vực. Rồi, bình thường á, thì máy mình mới mua thì cái tiếng Việt là cái tiếng mặc định. Rồi nếu mà nó không xuất hiện cái dòng ý liệt này các bạn tiếng Anh thì các bạn bấm vào thêm ngôn ngữ ha. Rồi các bạn tìm cái dòng tiếng Anh các bạn chọn vô thì nó ra cái giao diện như thế này, tiếng Việt và ý liệt. Rồi thì các bạn gặp cái lỗi mà không thể lưu các thay đổi đối với liên hệ thì các bạn chọn giúp lại cho Vui Cùng Oppo á là mình thay đổi ngôn ngữ. Các bạn chọn ý liệt giùm Vui Cùng Oppo ha. Rồi các bạn đổi thành tiếng Anh. Đấy. Rồi hiện tại bây giờ máy nó máy đã đổi sang tiếng Anh rồi các bạn. Nè. Đấy. Rồi các bạn tắt nguồn máy khởi động lại nha. Nè các bạn tắt nguồn máy khởi động lại. À máy của Vui Cùng Oppo thì có đặt mật khẩu khi mà tắt khởi động lại. Còn đối với các bạn mà không đặt mật khẩu này á thì các bạn máy nó sẽ tự động tắt khởi động lại luôn. Rồi Vui Cùng Oppo nhập mật khẩu vô. Rồi các bạn đợi ít phút cho máy tắt khởi động lại nha các bạn. Rồi các bạn khởi động máy lên rồi á thì các bạn vào trong nha các bạn. Rồi các bạn cũng bấm vào phần setting. Rồi các bạn tìm đến cái dòng là system setting nha các bạn. Đây system setting. Rồi các bạn tìm đến cái dòng language and region. Rồi xong rồi các bạn chọn lại tiếng Việt nha các bạn. Rồi, Gentoo Việt Nam Mi. Rồi, khi mà mình chọn lại tiếng Việt rồi đó các bạn, thì bây giờ là mình có thể lưu lại được danh bạ rồi các bạn. Vô phần danh bạ nè. Rồi bây giờ mình chọn thêm danh bạ. Rồi các bạn thêm tên tùy ý nha. Mình muốn lưu tên gì thì các bạn gõ vô. Rồi các bạn lưu tên. Rồi bây giờ các bạn bấm vào lưu thì có thể lưu được rồi các bạn.
Đấy, các bạn thấy không? Chỉ cần vài thao tác đơn giản thôi á, là mình có thể khắc phục được cái lỗi á, là không lưu danh bạ được trên hệ điều hành Android Kernel OS 12. Và cái lỗi nhé, không thể lưu các thay đổi đối với liên hệ này các bạn. Các bạn đợi một khoảng thời gian nữa ha, thì hãng sẽ ra một cái bản cập nhật OTA. Thì khi đó mình cập nhật OTA thông qua Wi-Fi trực tiếp trên máy thì sẽ khắc phục được các lỗi này nha các bạn. Vậy là vui cùng Oppo đã hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục không thể lưu được danh bạ trên hệ điều hành Android Kernel OS 12 rồi nha các bạn. Thì nếu các bạn thấy hay á, thì hãy cho vui cùng Oppo xin một like và hãy chia sẻ clip của vui cùng Oppo đến bạn bè của, và người thân của mình để khắc phục những được những cái lỗi mà mình hay gặp nha các bạn. Vui cùng Oppo xin chào và cảm ơn các bạn thật là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào.